vô mình nấu canh là thôi. Ăn nhức nhói nha. Cái cây của nó khỏe đó, cho nên là cái thân của nó uống nu luôn á. Đây cả nhà xem nè, cái thân của nó nè, uống nu luôn chưa. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay đi ra vườn để coi có cái gì thì mình sẽ thu hoạch cái đó nha. Bây giờ thì mình sẽ thanh toán cái đám rau dền này của mình nè. Cắt chừng 2 nắm thôi là nấu được một nồi canh rồi. Nhưng mà hôm nay là mình phải thu hoạch hết nguyên một cái khuôn này luôn. Khuôn này là cũng nhiều nha. Mình chỉ cần cắt ngang nó đó là nó sẽ mọc lên cái nhánh mới à. Tha hồ mà ăn. Nó nâu trong luôn á cả nhà ơi, nhìn thấy ngon quá chừng luôn á. Nấu tôm khô hoặc là tôm tươi đều ngon nha, thịt bằm cũng ngon nữa. Coi nè, ngon chưa? Ăn đường nào mà cho hết. Có nhiều người coi video nói ăn sao hết xong đem đi bán. Bán lấy tiền là ai cũng muốn hết á cả nhà ơi. Nhưng mà nó đâu có nhiều đến nỗi mà đem đi bán đâu. Hai vợ chồng ăn không hết thôi thì đem cho người này người kia ăn phụ thì được. Chứ đem đi bán là phải số lượng nó nhiều, chứ nhiều đây làm sao mà mình bán. Cái rau dền này á là mình có hột giống và tự mình rải nha. Khi mà rải ra thì nó không có được đều gì đâu. Khi mà cây lớn lớn rồi đó, cái chỗ nào thưa đó thì mình nhổ chỗ dày, thế là mình rải nó ra. Ủa, mấy cái rau này á nha, trồng ăn ngon lắm cả nhà ơi, nó non á, mà mình mới cắt vô nữa đó, ăn nó ngọt lắm. Coi nè, ngon chưa? Mới bước ra vườn thôi nha mà mình đã đầy cả rổ à, rổ là rổ to lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ đi qua phía bên đây để mình thu hoạch luôn mấy cái trái ớt chuông nha. Cái này á là nó cũng chưa có đúng cái tuổi để mình thu hoạch đâu, nhưng mà thôi mình hái nó luôn đi. Wow, coi nè, cái này là ớt chuông tím nha, cho nên là mình nhìn cái màu của nó đó giống như là nó đen vậy đó. Hái đi cho cái cây của nó khỏe cả nhà ơi. Cái này mình tham quá. Coi nè, cái cây của nó nè, chừng gang tay à, gang tay hơn à. Mà nó đã được 4-5 trái nguyên một chùm ở chỗ này. Cho nên thôi, mình hái nó đi. Ôi trời 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 trời. Ây da. Cái cây á, mà nó còn nhỏ quá, nó ra trái nhiều nó cũng đâu có nuôi nổi đâu. Trời ơi. Thôi sẵn rồi mình bẻ luôn đi, cho cái cây của nó mình dưỡng lại, mình dưỡng cái cây cho nó khỏe lại nha. Đây. Bị cái con gì cảm ta. Coi nè. Con gì vậy? Con gì mà ôi cha, con gì nó cạp nè. Hôm nay hái là phải lắm luôn á. Cha ơi, bên đây nữa nè. Cái gì vậy? Con gì nó cạp vậy ta? Sẵn rồi mình hái luôn đi, lớn lớn nhỏ gì mình hái hết đi, cây cho nó khỏe. Cái đó là mình nghĩ nó chưa có già nè, nó già nè nó cái màu tím nó sẽ nhạt vậy nè. Cái trái nó còn nhỏ còn non á,
cho nên là nó màu màu tím đậm, đậm ư là đậm, đậm đen luôn. Qua phía bên đây quay cả nhà xem mấy cái hàng cà của mình nè, đó nguyên một hàng luôn. Nay nó ra trái to to chưa, đó chùm chùm luôn. Cái này đợi nó chín lên một cái hen, thu hoạch là mê luôn á cả nhà ơi. Coi nè, đây đây, trái chùm chùm cưng không. Ôi ôi coi nè, thấy thương chưa cả nhà ơi, trái nè quá chừng không. Mấy cái giống cà này á là mình mua trái trong chợ ăn á, rồi cái mình thấy nó cái trái mà nó nguyên chùm chùm thấy ham quá, cho nên mình lấy cái hộp giống lại, cái là mình trồng. Bên đây nó là cái giống màu đỏ, nhưng mà cái cây không khỏe cho nên là mình thu hoạch luôn. Một hồi mình sẽ cắt tỉa mấy cái rau muống á, cái này chưa ăn được đâu, nhưng mình sẽ cắt tỉa cho nó bỏ cái đợt đầu đi, thấy cây nó le hoe quá, bỏ cho nó nhảy nó ra cái nhánh mới thử coi sao. Xà vào bên đây thu hoạch một số cà chua cả nhà ơi, trái ham chưa nè. Chị ăn ơi, cái trái nó màu xanh cho nên là nhìn chưa có bắt mắt, chưa có thấy rộ, chưa có thấy lộ chứ chưa có lộ ra. Chứ này mà nó màu đỏ nó chín ha, nhìn vô là đập vô mắt mình liền. Coi nè, thấy ham không? Đó, ha ha. Cái giống này là cà chua trái dài, nó xài trái lắm cả nhà nha. Coi nè, trái của nó nè, hồi nó đươm đươm thấy mê không. Mấy cái cà chua này á, khi mà mình trồng á là trồng chỗ nắng nha, nó thích nắng. Cái thứ hai á là khi mà nó ra cây nó khỏe khỏe rồi đó là bắt đầu mình phải cắt tỉa nha, cắt tỉa lá. Ui cái con gì nó cắn nè, ui cái con gì nó cắn nè cả nhà ơi. Cắt tỉa lá nó đi cho nó bớt, cho nó thoáng á, cho ánh nắng nó xuyên vô thì cái bông của nó đó, cây nó khỏe, nó sẽ đậu trái, với trái nó sẽ to. Đó, hay ha mong cả nhà ơi, coi nè. Ủa trái của nó mặn gì nè, nó đươm đươm vậy nè. Ôi ôi, coi nè, nhìn thấy mê không, quá chừng luôn chưa. Ui chà, cái giống này thấy khủng khiếp quá. Nó thấy mê không, coi nè. Chàng ơi, quá chừng trái luôn cả nhà ơi. Mình sẽ lấy trái của nó lại để mà mình làm giống để trồng cho năm sau nha. Nó ở bên trong nữa kìa. Thấy mê chưa. Đây đây, cái tên của nó nè. Đây, cái giống của nó là tên này nha. Mình mua ở tại cái vườn Evergreen Nursery á, cái tên của nó nè. Cái giống này mình thấy trồng là nó xài trái nha. Hôm nay là mình chủ yếu là mình ra mình thu hoạch mấy trái dưa leo này nè, nhưng mà giờ mình ghéo đây mình thu hoạch mấy cái cà luôn nha. Trái thấy mê luôn á. Cái loại cà này á cũng dễ đậu trái ghê lắm nha, chùm nào chùm nấy, nguyên một chùm một chà của nó luôn nè. Coi nè, thấy mê không. Nhưng mà nói vậy tùy cái giống nó khỏe, với lại là tùy theo cái vị trí mình trồng nữa, chứ không phải cái giống của nó không đâu. Coi nè, ủa trái nè, cưng quá chừng luôn á. Xè qua bên đây coi mấy cái trái dưa leo thấy mê lắm luôn cả nhà ơi. Coi nè, ôi ơi, coi mấy ẻm na trái to và dày thon. Ôi ôi cái nè mê chưa. Cái giống này là dưa leo hàng nha, cần kéo không ta, để coi, chắc phải lấy kéo đó cả nhà ơi. Thôi lỡ trái này nha, lỡ trái này nha. U trà, một trái. Thôi ngắt, ngắt cái này được, không cần kéo. Ôi con này thấy mê không. Ui. Ây cha, cái trái này nó chắc nó già quá ta. Đó, để bẻ ra mình ăn thử nha, ăn thử coi nó có già chưa. Bên đây thì nó giống dưa khác, cái trái nó lùng. Mày thì mình mua ở Home Depot nè. Này là mình tự ươm nha, mình mua hạt giống với mình tự ươm. À, có loại thì chỉ có hai chỗ mình mua thôi. Loại thì mình mua ở Home Depot. Còn có loại hạt giống á, thì mình mua ở ở chợ đại hàng.
đa phần mấy cái chợ đại hàng á, mình thấy mấy cái chỗ mà cashier tính tiền á, là họ có để cái quầy bán hạt giống rau cải. Còn nếu không á, thì mình ra cái chỗ vườn Evergreen Nursery mình thấy cũng có hạt giống nha. Trời ơi mấy cái trái này phải đi vô trong. Đó. U chà. Đây có một trái chà bá lửa luôn. Mấy trái này nó to quá thì chỉ xào ăn thôi. Hôm nay mình ra vườn là bội thu quá. Bội thu luôn á. Thường á thì người ta nói mấy cái dưa này á mình phải thụ phấn nó đó thì mới xác suất cái đậu cao. Nhưng mà đâu có rảnh đâu mà ngày nào cũng ra thụ phấn. Ồ đi qua bên này, bên hông cả nhà. Cái trái đó đó. Đây. Ây da. Đi vô trong đây phải đội, mở cái nón lá ra. Vô cái hẻm. Đây nè. Đó. Một trái. Dưa này thì nó ngắn nha, nó ngắn nó mập. Đó. Trái này là nó vừa nè. Nó mới cái chuyển qua trắng vàng thôi chứ chưa có vàng lắm. Ấy cho bà. Để đỡ đây đi. Wow, mà cái trái này nó ngon quá cả nhà ơi, coi nè. Cái trái này thì hái được nè. Mấy cái trái này thì còn nhỏ nhưng mà cái tu của nó chắc mình hái luôn quá. Này để ra ngoài hái. Ôi ơi, cái trái này nó khủng khiếp bự này. Ui cha ơi. Cái trái này cho nó già rồi cả nhà ơi. Ôi ơi, mấy cái trái này xào hoặc nấu canh chứ ăn chắc mình nghĩ hết ngon rồi. Nó nằm phía trong á, cho nên là mình không có để ý, mình không có thấy. Coi nè. Chứ lại á, là cũng tùy nữa, cái ngày nào mình rảnh á, mình mới ra vườn quay video. Thì nhiều khi có một số trái á, nó già rồi. Một tay quay với một tay mình hái á, nó hơi chậm nha. Mấy cái trái này u nù. Đó. Còn ở trong kia nữa kìa. Ôi trời. Chui à. Đây trái này. Đó, cái trái này nó bị cong rồi. Tại cái dáng của nó nằm bị kẹt vô cái khoanh á. Cái khoanh của cái hàng rào này, cho nên là nó bị cong lên luôn rồi. Trời ơi mê chưa cả nhà ơi, hôm nay là mình bội thu nha. Cái rổ này của mình nó nặng quá rồi. Nó nặng ơi là nặng luôn rồi đó. Quá chừng mê luôn á. Rồi sao, đường nào mà ăn cho hết. Bao nhiêu đây, khủng khiếp không. Thấy mê không, cái trái của nó nè. Nó dài mà nó xung đuột xuống à, rất là đẹp nha. Cái giống dưa này là giống dưa Hàn Quốc cả nhà nha. Ây trà. Bẻ nó luôn. Còn non nhưng bẻ luôn. Mấy cái trái này vô chấm chào ăn chắc thôi, nhức nhối. Đây có một giống nữa mà không biết tại sao. Coi cái trái của nó nè. Ôi ôi cả nhà ơi, cái trái của nó nè. Nó dài chưa, nó dài quá chừng dài luôn. Không biết cái giống này sao lẻ loi có một giây thôi mà nó khó đậu trái nha. Cái giống này sao mình thấy khó đậu trái nha. Coi nè. Nó ra trái rất là nhiều mà nó khô, nó quéo hết trơn nè. Thấy không? Cái đó giống nào mà không biết mà sao nguyên cái vàng này của mình chỉ có một cái trái là nó dài thôi. Ôi chà. Này, đang trái cái này. 1-2 giờ trưa. Đi ra ngoài vườn như con điên. Xong cái đám dưa này của mình. Wow, bội thu luôn. Quá chừng bữa nay rồi coi nè. Khi mình trồng mà nó ra trái, mình ra mình thu hoạch vậy nè. Mê dữ lắm, mê luôn. Để lấy cái trái mà bự nhất hồi nãy á, để mình bẻ ra coi nó già chưa nha. Đây nè, cái trái này nè. Trái này là nó vàng nhất nè. Đó, để mình bẻ đôi ra thử nha. Cái loại dưa này á, bên trong nó ít hột lắm, thịt thì nhiều. Đây nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Cái này á là cũng chưa nha, cái này cũng chưa già nha. Đó, cái hộp của nó chưa có, thấy không? Ồ, nó ngon quá.
Cái dưa này thì cái vỏ của nó đó, hơi cứng cứng dai dai, cho nên mình ăn á, mình bào ra, bào cái vỏ ra bớt, hoặc là bào hết ra luôn. Còn cái hộp của nó lại còn non nha, nè, chưa có già. Ăn thì ngọt, nó giòn lụm à. Trái này trái bự nhất à. Bẻ luôn cái trái này để coi coi nó làm sao. Ôi trời ơi, đây nè, cái trái này thì nó có hột rồi, trái này là nó già rồi. Đó, trái này thì nó già rồi nha. Nhưng mà nó giống này á, mình thấy nó giòn hơn này nữa nha, nó giòn rụm luôn á. Cái này thì nó có hột rồi, còn hàng này thì chưa nè, nó chưa có cái hột. Này đem vô sò mực ăn, trái nào lấy ngọt, ngọt ngay rồi. Thì mình mới hái á cho nó ngọt ngay à. Này giống khác đó nè, hay là cùng một loại á, nhưng mà nhiều khi nó khỏe cái trái là nó bự á. Coi cái trái của nó nè, bự là bự. Bây giờ mình sẽ xuống đằng sau để mình thu hoạch luôn mấy cái trái bí ngòi. Tại mấy trái bí ngòi á, bây giờ bắt đầu là lai rai là cứ 2 ngày hoặc 3 ngày á, là mình ra mình có thu hoạch rồi. Hồi sáng á thì mình thấy trời u ám, sợ ra quay á không có nắng á thì sẽ không có đẹp. Chờ hoài luôn. Tới bây giờ á, là 2 giờ rồi đó cả nhà. Úi cho cho nằm đỡ đây đi. Ra quay mà có ánh nắng á thì mình quay nó đẹp hơn, nó không có bị nhòa. Nhưng mà nhiều khi mình bận á thì bắt buộc rảnh giờ nào cứ mình phải ra cái giờ đó thôi. Cà này nó ngon lắm cả nhà ơi. Trồng á nó có trái chùm chùm mấy mê lắm, coi nè. Thấy thương không? Cái cây này nè là mình không có chăm đó, là tại vì nó tự mọc. Cho nên là mình không có chăm nó được. Cả nhà coi nè, nguyên chùm luôn, thấy thương không? Đây nè, nguyên chùm nè. Đó. Đây nữa nè. Thấy thương chưa? Cây đang bị bệnh á, mình cắt tù lũi hết rồi. Đây nè, cái cây á nó tự mọc ở trong gốc á đó. À, cằn cỗi vậy đó, cho nên là không có chăm được đó. Chứ nếu không là mình chăm nó là cái cây nó khỏe đó, nó đậu trái cho mà coi. Mình còn mấy cái trái bí ngòi này nữa là xong, đi vô được rồi. Khổng lồ luôn. Một tay được không? Không được cả nhà, cái trái này bự quá. Cái trái này nó to quá cho nên là một tay mình làm á là nó sẽ bị gãy, nó tóc cái gốc nó lên. Coi nè. Ôi ôi mê chứ cả nhà ơi, cái trái của nó đâu bự không? Mà nó chưa có già nha. Cái giống bí này, bí tròn này á, cái trái của nó mình thấy nó to dễ sợ nha. Mình nghĩ già chứ chưa có già, mình lấy tay mình bấm á nó còn mềm xèo luôn á, coi nè. Ngon chưa? Ôi ôi thấy mê ơi là mê á. Đó, rồi một trái. Cái trái này nó hư rồi, bỏ đi. Mình thấy cái giống này á, nó ra nhiều bông nhiều trái hơn những cái bí khác luôn á. Trái mà phải nói là nó nùi nùi luôn á cả nhà ơi. Thấy thương không cả nhà? Đó, như mấy trái này á, chừng 2 ngày nữa là mình ra mình thu hoạch nữa rồi. Bên đây thì mấy cái trái này thì chưa đâu. Đây nữa nè. Sáng bữa nào á rảnh á là chạy ra ngoài vườn để chấm mấy cái bông. Năm nay mình trồng mấy cái cây bí đĩa bay này nó bị thất bại nha. Cái cây nó không được khỏe. Trái này, cái cây nào cây đấy nó èo ọt á, với lại nó bị mấy cái đốm trắng á, nó trắng hết trơn á, trọi cái cây nó ngổm luôn. Cho nên nguyên cái ba cái chậu này của mình á là cây của nó muốn tàn rồi, nó muốn rượu luôn rồi đó. Mấy cái bí này á thì trồng mình thấy ham, chứ mình ăn thì mình không có mê nó cho lắm. Thành quả hôm nay của mình nha. Ôi trời ơi mệt đuối luôn á. Mình sẵn mấy cái dưa leo này ra cho nó một mâm để khoe cho cả nhà xem là hôm nay mình thu hoạch có cái gì và bao nhiêu nha. Ôi ôi thấy mê lắm. Ôi chà, ra vườn là mệt lắm luôn á, nhưng mà mê nha. Lại ra đó mình chăm sóc nó rồi mình thấy nó từ lúc nhỏ lên tới lớn, rồi lúc nó ra bông ra trái á
mê lắm luôn. Mấy cái trái cà chua này đẹp quá, trái dài thòn vàng cam lên. Đây chỉnh chu rồi đó, ớt chuông nè, bí nè, cà chua nè, hai loại dưa leo, rồi nguyên một cái rổ rau luôn đó, mê chưa. Thôi mình cũng xin tạm ngưng cái video đây nha, bây giờ là mệt đuối rồi đó. Cây nè, thu hoạch chỉ có bao nhiêu đây thôi mà mệt đuối rồi nè. Nói chung là tại mình ra trễ quá, bây giờ đã 2 giờ mấy rồi, cho nên là nó ra nó nắng nó nóng á, cho nên là mình đuối mình mệt luôn. Còn mình ra vườn mà sáng sớm á thì nó khỏe hơn, còn su su nữa kìa, mà thôi mệt quá rồi không có thu hoạch nổi đó. Đây mê chưa.